Trong cuộc chạy đua phát triển công nghệ vũ trụ đang diễn ra khốc liệt, Hàn Quốc đã phóng thành công tên lửa đẩy vũ trụ Nuri trong năm nay, vươn mình trở thành một cường quốc vũ trụ. Bước khởi đầu trong hành trình này của Seoul chính là vụ phóng vệ tinh nhân tạo đầu tiên udb 1 nghĩa là ngôi sao của chúng ta, vào năm 1992. Vệ tinh udb 1 có tên quốc tế là Kitsat-1, trọng lượng 48 kg, cao 67 cm, là một vệ tinh khoa học cơ bản sau khi hoàn thành nhiệm vụ thành công, vệ tinh đã cắt liên lạc với trái đất nhưng vẫn tiếp tục quay đầu đó quanh quỹ đạo trái đất gần 20 năm không ngừng nghỉ. Giờ đây UDB1 đã trở thành một trong số hơn 36.000 rác thải vũ trụ có đường kính 10 cm trở lên. Nhà nghiên cứu Kang Kyung-in của Trung tâm nghiên cứu vệ tinh nhân tạo thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc KAIST cho biết, cho tới năm 2004, vệ tinh UDB1 vẫn còn liên lạc với Trạm mặt đất nhưng hiện tại đã ngừng liên lạc trở thành rác thải vũ trụ, tiếp tục quay quanh quỹ đạo trái đất ở độ cao 1.300 km. Để udb có thể nghỉ hưu thật sự, các nhà nghiên cứu Hàn Quốc chuẩn bị cho dự án thu hồi vệ tinh, đó là phóng một vệ tinh có cánh tay robot lên quỹ đạo được phỏng đoán là có vệ tinh udb số 1, để đưa vệ tinh này trở lại bầu khí quyển trái đất. Vệ tinh udb 1 hiện đang bay với vận tốc nhanh gấp 7 lần mũi tên. Sau đó, để chụp được vệ tinh này, đòi hỏi công nghệ rất khó, khi vệ tinh thu hồi phải tiếp cận được udb 1 với vận tốc tương tự. Giám đốc Trung tâm nghiên cứu vệ tinh nhân tạo của KAIS, Han Cheung cho biết, ở thời điểm hiện nay sẽ rất khó để tiếp tục phát triển vũ trụ nếu không có công nghệ xử lý các vệ tinh đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Các nước như Mỹ, châu Âu và Nhật Bản cũng đang phát triển công nghệ dọn rác vũ trụ, sử dụng cánh tay robot hay nam châm và lưới. Giới chuyên gia đang kỳ vọng công nghệ thu gom rác vũ trụ sẽ có thể phát triển thành công nghệ có thể thu thập và mang về trái đất các vật chất khác như tiểu hành tinh phục vụ cho nghiên cứu môi trường vũ trụ.